Hello, xin chào mọi người. Thì mọi người vẫn vào Zin VG ở Shopee, mọi người ra cái link Zin của đầu tiên này. Thì mọi người ơi, thì mẫu áo này thì Zin bán này, thì số lượng thì có luôn này. Đôi này thì full size nam, nam từ 39 đến 43, nam nữ, nói chung là nữ 39 nào cũng được. Đấy. Thì đôi này chất thêu dùng khá là sướng. Đôi Mila này đẹp, đẹp lắm. Đôi Mila này hàng hiếm đấy, khá là ok. Thì nói luôn một cái vấn đề đó là cái sắp nhá, thông báo vui cho mọi người luôn là sắp tối nay về, 7 giờ tối nay về, ok luôn, 7 giờ nhá, ok, 7 giờ tối nay. Là 19 giờ đấy, ok, thì Zin sẽ mở bán nhưng mà số lượng chỉ khoảng 200 con thôi. Ok, để xem còn gì nữa không nào. Quần, ok, quần về nhá, hát vang của Zin VG luôn nhá mọi người nhá. Quần đã về luôn, ok chưa. Mua đi không hết hàng đấy, ok nhá. Tất này, tất siêu cao luôn, tất này dài 19cm luôn. Nói chung là đôi này của Nai dùng khá là sướng. Chất dày, không dày, không dày thì sao, không dày thì trả hàng luôn. Ok, cái này mình mua cái số lượng đấy, mình mua càng nhiều thì sẽ được giảm giá nhá. Mua từ 5 sản phẩm đổ lên thì sẽ giảm giá nhá. Mua xong rồi tặng cho người yêu khá là ok đấy mọi người ạ. Ok, thôi, Zin PR thế thôi. Thì tất cả những đôi nào hiện tại đang có thì tất cả nó sẽ có cái số size ở đây này. Đấy, đôi nào ví dụ đang còn nhá, ví dụ như cái đôi này đang còn đi. Thì đấy mọi người cứ đặt thôi. Đấy, ví dụ có 1 hay 2 đôi này thì mọi người đặt này. Ok chưa, rồi, thôi, nói thế thôi, vào video nào. Later. Hả? Con sóc của ta là anh lấy ở đâu đấy? Anh không? Anh lấy ở cổng nhà em ấy. Anh lấy cổng nhà em cho em xin lại đi. Không gì chuyện đấy, cổng nhà em chắc gì đâu của em đâu. Không, ở đây anh không làm thế. Ở đây để anh
không không chả chả đấy. Tự nhiên cậu đòi cái góc của tớ à? Anh trả cho em con tắc đi, con tắc của em à. Buồn cười vậy. Anh không trả đâu. Trả cho em đi mà. Không. Cậu tự bảo nó xinh đấy nhở. Em đưa vào tim anh chưa mà em đòi? Em chưa biết nhưng mà anh bảo em ở trong tim anh mà. Nhưng mà trong tim anh có nhiều ngăn lắm. Anh chưa biết nhưng mà dễ nhất ý. Dạ. Nhà em ở đây à? Vâng, em ở đây ạ. Xong rồi á, xong này thật ra thì nó là của anh, vì anh nhặt được mà. Anh nhặt được nhưng mà là của em mà. Kỳ lạ. Thế bây giờ nhá, bây giờ em có muốn con sóc này là của em không? Có hả? Nếu mà em đuổi được anh ấy thì con sóc này là của em. Được á? Sang bên này ấy. Đi gần 40 cây số đi có việc ấy. Giờ về tự nhiên gặp chủ cái ba lô đòi gấu ấy. À chủ cái ba lô đòi ba lô. Quên mất. Hả, có quán nước nào không? Có anh ơi.
Đâu? Thế anh đi uống nước, em có đi cùng không? Anh mời em sẽ đi ạ. Thế thì đi, nhưng mà quán ở đâu? Ờ, thế thì em dẫn đường đi. Kia xe máy kìa, ở trên này, ô tô. Mình cứ bị lú ấy. Ngồi đâu được? Ngồi đây đi. Hả? À, anh muốn ngồi ở đây có được không? Nhưng mà ngồi đây thì ngồi một mình nào. Nhưng mà ngồi một mình à? Hả? Ờ à. Em uống cái gì? Hả? À, em uống bắc hà thì em cũng uống bắc hà. Cái gì? Bạn ấy uống gì thì em uống theo như thế. Chưa uống gì ạ? Thì anh uống theo của em thôi. Ờ, à, em uống. Dạ? Uống ở đây mang đi ạ? Ở đây ạ, ở đây ạ. Đâu ngồi, ngồi bên này đi. Ờ, nhà em ở đây à? Anh làm đây. À, anh làm đây à? Anh thấy biển 19 ý. Biển 19 là xe ở Phú Thọ. Ừ, thì anh có ở Phú Thọ mà. Nhưng mà... Anh có giới thiệu rồi. Hả? Anh có giới thiệu rồi. Đang tên. Mà tại sao em lại trêu anh ngoài đường? Em không sợ à? Không, tại em thấy anh cũng ở Phú Thọ là trêu rồi. À chắc là, à ừ đúng rồi, biển anh ở Phú Thọ. Em là ở chỗ nào Phú Thọ? Em ở Hạ Hòa Phú Thọ. Anh thì ở Thanh Ba Phú Thọ. Gần Tết rồi nhưng mà chưa về được. Từ Tết năm ngoái cũng chưa được về ấy. Hẳn Tết năm ngoái luôn. Vâng, kiểu là dịch ấy. Năm nay thì cũng dịch nhưng mà chưa biết là anh có được về hay không. Này con sóc của em này, anh để nhờ nhá. Anh để nhờ đây được không? Đến em lấy luôn chứ. Không, sau này không, sau này là anh nhặt được, nhưng vấn đề là sau này là hiện tại là nó quyền sở hữu của anh rồi. Không, anh bảo em là em về được anh thì anh con đó là của em mà. Anh sẽ trả lại mà. Em đi trước anh luôn. Nếu mà thôi con sóc này được ra ấy là anh có bán đấy. Thế thì để hôm sau, nhưng mà khác hơn cho em được. Không, em lấy con này thôi. Nhưng mà con này anh đang biệt đồ ấy. Bây giờ anh giải em xong thì em anh đồ anh thì anh để ở đâu? Để hơn chị. Thôi anh cảm ơn. Em cảm ơn chứ. À, bây giờ cái ba lô như thế thì anh uống đi. Anh sẽ cho vào trong
đâu. Đã bảo ở đây tớ không làm thế hả? Ờ, nhưng mà anh hứa là đổi lại anh là em được lấy con dấu mà. Nhất quyết không. Nhà được của rơi ấy là tiện thoại, là tạm thời và có thể là vĩnh viễn là của mình luôn. Thì là anh nói yêu. Ừ. Anh lừa em rồi. Nhưng mà tại sao em rồi được anh siêu ấy? Không, em được dồn đâu, em đi đường tắt mà. Đúng là thổ địa. Tại vì cái đoạn đấy đoạn đường vòng mà, thì em có thể là em cắt đường tắt ở đường làng em đi. Em thấy, tại vì lúc sau thì em thấy có một cái đường rẽ. Anh em cắt ra nên là đứng trước cả anh luôn. Nếu không thì sao em gửi được anh? Em là ở Hoàng Hòa. Em ở Hiền Lương gần Đình Mẫu. Từ Đình Mẫu mà về chỗ anh thì cũng xa ấy. Cách anh, là ở thị trấn. Nói chung em cũng chưa dừng lại bao giờ nên biết là có gì. Tên anh có gì về quê thì sang bên nhà tôi chơi. Nhưng mà phải đợi xem sắp tình hình như thế nào. Tên này em còn chưa biết là có được về quê không. Two hours later. Đi chậm mà. Ở đây phóng nhanh. Đâu đoạn này mà. Tính ra mặc cái áo bò này đẹp này. Em mặc áo bò đẹp quá. Đó. Chụp với vào xe đi. Xong bảo cho em mượn con gấu. Hả? Chụp với xe xong bảo cho em chụp với con gấu. Kiểu gì vậy? Hả? Chụp kiểu gì vậy? Cứ lên đi anh khắc dậy chụp, nhưng mà đang bảo là em xe bảo là em hả? Em lấy xe nhưng mà sợ đổ. Ai cho mượn con gấu? Làm gì? Em chụp ảnh á? À? Mất phí đó. Mất phí thì anh lấy cước bao nhiêu? Cao lắm. Thì anh nói đi. Nè. Anh lấy cước bao nhiêu? Em còn biết để trả. Lấy cước á? À? Lấy em có được không? Lấy em á? À? Được. Đùa đấy. Đây. Ngồi. Biết chào lên xe chưa? Ừ, đúng rồi. Đứng lên đi. Ngồi. À không không, nhầm, dựng chân trống lên đi. Lên đấy. Anh gạt chân trống em sợ đổ. Ở đây anh gạt chân trống không? Ngồi chân trống. Rồi. Góc này đẹp đấy. Đẹp đấy, nắm vào tay lái đi. Đúng rồi. Một tay chống cằm. Đấy, đúng rồi. Xinh thế. Chất lượng luôn. Rồi, đúng rồi. Xinh quá.
1, 2, 3 này. Khá là ok đấy. Chú ý tín cho. Xin một cái cảnh em cầm tay lái đi. Rồi. Hai tay như này. Cẩn thận đủ xe nhá. Cười như này. Đấy, đúng rồi. Xinh quá. Nhìn đây. Đúng rồi, ướn lên một tí. Cho anh chạm vào bụng một tí nhá. Đấy. Đấy, chỉnh qua cái áo. Đấy, đúng rồi, xinh ơi, đúng rồi. Xinh quá. 1, 2, 3. Xinh luôn. Bây giờ xin một cái cảnh. Để tay ở đây. Rồi, đấy, ướn lên. Ướn được bao nhiêu ướn nhá. Rồi, nhìn đây. Đúng rồi. Ôi, ải thế. 1, 2. Từ từ nhá, xinh quá. Chạy luôn nhá. Cái này chưa chỉnh á, cái này chưa chỉnh, cái này chỉnh đẹp lắm. Được chưa? Xịn chưa? Xin một cái ngang nhá, em xin một cái ngang. Để tay chống cằm. Bên kia. Rồi, để vào bình xăng ấy. Chống tay vào bình xăng. Không, tay này để đây. Đúng rồi, tay này chống ở đây. Chống, đấy đúng rồi, nhìn sang bên anh một tí. Đấy đúng rồi. Nhìn đây nhá. Cười mắt tươi lên, cười tươi đúng rồi. Tôi nhìn sang kia nào. Đấy đúng rồi. Hơi chạm mặt đây một tí. Thế là được rồi, nhưng mà chạm mặt đây một tí. Chạm mặt đây một tí. Rồi ok, giữ lại nhá. Thấp mặt xuống tí, thoải mái lên, mặt thoải mái lên. Nhìn sang trước. Chạm tay vào tay, chống hẳn đi, chống thật đi. Rồi nhìn sang trước. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Bắn tim cái. Xin cái bắn tim, đấy đúng rồi, ướn lên một tí. Đúng rồi. Tay để bình xăng ấy, tay không. Tay này em để đây này. Đấy. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never. Rồi. Ô, xong rồi đấy. Ở đây. Ok. Cẩn thận. Ok, thế là xong rồi nhá. Cảm ơn nhá. Anh có lấy gấu không? Ai cho em gấu luôn đấy. Anh quên mất. Nhà em gần đây à? Nhà em trong này luôn. Nào tình cờ gặp được cậu. Tình cờ gặp đây là... Tớ đang có việc đi qua đây á. Tớ làm ở bên... tớ làm bên ủy ban bên kia. Ủy ban á? Mà em cũng ít ra ngoài. Em chỉ đi làm thôi. Anh thì có gì
cậu tìm được tớ thì tớ gửi ảnh cho. Hả? Cái gì? Gửi ảnh cho em chứ. Đây tớ gửi cậu qua Android nhá. Thì mọi người ơi, thì mẫu áo này thì Zin bán này, thì số lượng thì có luôn này. Đôi này thì full size nam, nam từ 39 đến 43, nam nữ nói chung là nữ 39 nào cũng được. Đấy. Thì đôi này chất thêu dùng khá là sướng. Đôi Mila này đẹp, đẹp lắm. Đôi Mila này hàng hiếm đấy, khá là ok. Thì nói luôn một cái vấn đề đó là cái sóc nhá, thông báo vui cho mọi người luôn là sóc tối nay về, 7 giờ tối nay về, ok luôn, 7 giờ nhá, ok, 7 giờ tối nay. Đấy, 19 giờ đấy, ok, thì Zin sẽ mở bán nhưng mà số lượng chỉ khoảng 200 con thôi. Ok, để xem còn gì nữa không nào. Quần, ok, quần về nhá, hát tang của Zin BG luôn nhá mọi người nhá. Quần đã về luôn, ok chưa. Mua đi, không hết hàng đấy, ok nhá. Tất này, tất siêu cao luôn, tất này dài 19cm luôn. Nói chung là đôi này của Nai dùng khá là sướng. Chất dày, không dày thì sao, không dày thì trả hàng luôn. Ok, cái này mình mua cái số lượng đấy, mình mua càng nhiều thì sẽ được giảm giá nhá, mua từ 5 sản phẩm đổ lên thì sẽ giảm giá nhá. Mua xong rồi tặng cho người yêu khá là ok đấy mọi người ạ. Ok. Thôi, Zin PR thế thôi. Thì tất cả những đôi nào hiện tại đang có thì tất cả nó sẽ có cái số size ở đây này. Đấy, đôi nào ví dụ đang còn nhá, ví dụ như cái đôi này đang còn đi. Thì đấy mọi người cứ đặt thôi. Đấy, ví dụ có 1 hay 2 đôi này mọi người đặt này. Ok chưa? Rồi, thôi, nói thế thôi. Vào video này.